Chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Vặt TV. Hôm nay Ăn Vặt TV sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món bánh chuối chiên vừa đơn giản lại ngon giòn rụm. Đây là một món ăn ngon và có cách chế biến rất đơn giản. Nguyên liệu ở đây thì sẽ gồm có 150g bột gạo tẻ các bạn nhé, 100g bột mì, chuối, đường cát trắng. Mình sử dụng bột cốt dừa để cho món bánh chuối của chúng ta thơm hơn. Ngoài ra thì mình sẽ chuẩn bị thêm bột nghệ nữa. Bột nghệ thì sẽ làm cho bánh của chúng ta có một màu vàng rất là đẹp mắt. Và mình chuẩn bị thêm một ít vừng, hay còn gọi là mè đen đó các bạn. Thì những hạt vừng này có thể làm cho món bánh của chúng ta bắt mắt hơn, cũng như là có một cái vị rất là bùi béo béo của vừng. Giờ mình sẽ tiến hành vào làm các bạn nhé. Đầu tiên đối với phần bột mì, bột gạo ấy, thì mình sẽ cho vào trong âu. Mình cho vào đây bột cốt dừa cũng như là bột nghệ nữa. Mình cho đường. Mình sẽ trộn đều lên, sau đó thì mình sẽ tiến hành cho phần nước lọc của chúng ta vào. Chúng ta sẽ khuấy lên khi mà thấy bột chúng ta sánh vừa phải là được. Và để cho bột của chúng ta không bị vón cục các bạn nhé. Để bột không bị vón cục thì khi quấy bột thì các bạn nhớ cho ít nước vào thôi. Lượng nước vừa đủ để tan hết bột. Nếu bạn cho nhiều nước ngay từ đầu thì bột sẽ rất dễ bị vón cục đó. Mình sẽ để cho bột nghỉ khoảng tầm 30 phút trước khi mang ra dùng các bạn nhé. Chuối đây mình sẽ tiến hành bóc vỏ. Vì chuối của mình nhỏ nên mình sẽ không cần phải cắt đôi. Nếu bạn sử dụng chuối to hơn thì các bạn có thể cắt đôi chuối theo chiều dọc. Mình cho chuối của chúng ta vào trong bao ni lông và sau đó thì mình sẽ dùng thìa hoặc là dao cán ép dẹp chuối của chúng ta xuống một chút các bạn nhé. Như vậy là mình đã tiến hành ép dẹp chuối của chúng ta xuống rồi. Giờ thì mình sẽ tiến hành đem bánh của chúng ta đi chiên các bạn nhé. Mình lấy bột ra và sau đó thì mình sẽ nhúng chuối của chúng ta vào bột để chuối được bao bởi một lớp mỏng.
Mình bắc chảo và cho vào chảo dầu ăn các bạn nhé. Mình sẽ cho chuối của chúng ta vào chảo dầu và chiên vàng các bạn nhé. Khi chuối đã vàng, mình sẽ gắp ra rồi mình tiếp tục nhúng thêm một lần nữa vào bột chiên. Bột chiên lúc này thì mình đã cho vào vừng hay còn gọi là mè đen đó các bạn. Thì để cho phần vừng của chúng ta sẽ bám lên phần chuối. Và mình sẽ tiến hành chiên tiếp các bạn nhé.
Chuối chiên xong thì chúng ta có thể cho vào giấy thấm dầu hoặc giá cho bớt dầu đi các bạn nhé. Chuối ăn khi còn nóng thì vô cùng ngon. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh chuối chiên giòn. Vị ngọt, thơm và béo ngậy của chuối khi ăn sẽ khiến cho rất nhiều người mê mẩn. Chúc các bạn sẽ thành công với món bánh chuối này. Các bạn nhớ đăng ký kênh Ăn Vặt TV để có thể cập nhật nhiều hơn nữa những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.